Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát vừa qua, sau khi tuyên án Trương Mỹ Lan và các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên tạm giữ một số tiền, buộc một số cá nhân tổ chức hoàn trả một khoản tiền, tổng trên 12.000 tỷ đồng, tiếp tục kê biên một số bất động sản, cổ phần, số tiết kiệm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Ở nội dung này, hội đồng xét xử giải thích thêm đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nghĩa là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Như vậy, do tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan rất nhiều, cùng với nhiều khoản tiền khác bị thu giữ. Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tài sản dùng bồi hoàn cho SCB chỉ nằm trong 1.122 mã tài sản mà bị cáo Lan dùng để thế chấp tại SCB và một số khoản tiền các bị cáo trong vụ án tự nguyện nộp khắc phục cho SCB. Một số tài sản, tiền khác sẽ được dùng khắc phục trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan. Theo phân tích của luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để thi hành phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Lan, điều đầu tiên là phải có bản án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, bản án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên mới là sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật. Bản án này sẽ có hiệu lực pháp luật nếu không có ai kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên án hoặc 15 ngày kể từ khi nhận được bản án. Với những người không tham dự phiên tòa hoặc không có cơ quan nào kháng nghị, trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyên án, trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm tòa án cấp phúc thẩm tuyên án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án cần làm đơn đề nghị thi hành án nộp đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền. Số tiền đang tạm giữ cùng các tài sản kê biên sẽ chuyển sang cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật. Cũng liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, bản án mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên chưa có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phần án dân sự tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Ông Lợi nhấn mạnh đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nên ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án, các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Do đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra giả soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Vẫn theo ông Lợi, vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch rất chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án, thậm chí tính đến cả phương án tăng cường lực lượng cho thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, tòa nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và bị cáo đỗ duy vinh cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại phiên tòa bị cáo cự có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên được hội đồng xét xử cho phép ngồi trong quá trình xét xử ngay câu hỏi đầu tiên của hội đồng xét xử về hành vi của mình như cáo trạng nêu bị cáo cự cho biết đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc mới biết mình đã sai Bị cáo cự nói, bị cáo ý thức được sai phạm của mình như cáo trạng, bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Hội đồng xét xử hỏi, biết sai sao vẫn làm? Trả lời, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng thời điểm đó kinh tế tỉnh Phú Yên khó khăn, do vậy bị cáo rất muốn phát triển kinh tế cả tỉnh nói chung và ở đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa nói riêng. Tương tự, bị cáo Vinh cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Vinh trình bày bị cáo rất hối hận vì những sự việc xảy ra. Bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý đất đai và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công nên cần xử phạt tương xứng với tính chất hậu quả do hành vi phạm tội đã gây ra. Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Quá trình điều tra, mỗi bị cáo đã tự nguyện nộp bồi thường hơn 716 triệu đồng. Công ty Pimefaco nộp hơn 8,7 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 10,1 tỷ đồng. Bản thân hai bị cáo, quá trình công tác cũng đã có nhiều thành tích xuất sắc, được nhiều cấp tặng thưởng huân chương, kỷ niệm chương, là con em gia đình chính sách, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử cho rằng việc tuyên phạt các bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo là đúng người đúng tội, thể hiện sự nhân đạo của nhà nước và đúng với chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo bản án sơ thẩm, dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên do công ty Pimefaco làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao đất có thu tiền sử dụng đất từ tháng 9 năm 2007 và bàn giao đất trên thực địa tháng 9 năm 2007. Đến tháng 1 năm 2013, doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 12, điều 38 luật đất đai năm 2023. Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, biết thửa đất số 76 tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183 m2, thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho công ty Pimefaco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên, nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án, thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Dù vậy, bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty Pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất này cho ngân hàng ngoại thương, Chi nhánh Phú Yên không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Trong vụ án chủ tịch phường nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội qua tìm hiểu, việc này liên quan đến công trình không phép cao 2 tầng, có mặt tiền hàng chục mét nằm trên đường Xuân Tảo, phường Nghĩa Đô. Có thể thấy công trình khiến chữ Mạnh Hùng bị khởi tố tạm giam nằm trên một trong những trục đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công trình kiên cố này được thi công cách đây vài năm, sau đó trong quá trình xây dựng lực lượng chức năng phát hiện công trình không phép nên tạm dừng thi công từ thời điểm vi phạm được phát hiện cho đến nay. Nhìn từ bên ngoài, công trình này do tạm dừng thi công từ lâu nên đã nhúng màu thời gian, một số vị trí tường bên ngoài xuất hiện rêu. Theo ghi nhận tại công trình, hầu hết hệ thống cột chịu lực, dầm mái của công trình được làm bằng những thanh thép lớn, do hệ thống thang máy chưa được lắp đặt nên chỉ có thể di chuyển bằng hệ thống cầu thang sắt nếu muốn lên tầng 2. Bước đầu, công an thành phố Hà Nội xác định ông Hùng đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng, không có giấy phép trên diện tích 1.400 m2 được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện. Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những người liên quan khác trong vụ án này. Theo công an thành phố Hà Nội thời gian qua, các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, tiềm ẩn phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Để kịp thời chứng chỉnh tình trạng này, việc xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết có tác dụng răng đe cảnh tỉnh những đối tượng khác. Đáng chú ý, báo cáo hồi tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện, trên địa bàn thành phố có ít nhất 7.326 công trình xây không phép, gần 2.300 công trình xây sai phép. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra đối với 33.580 công trình còn lại trong đó huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép, đang rà soát 756 công trình, quận Nam Từ Liêm có 559 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 588 công trình. Quận Cầu Giấy có 433 công trình xây dựng sai phép, quận Thanh Xuân có 353 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 3.241 công trình, quận Ba Đình có 268 công trình xây dựng sai phép, 1.681 công trình đang rà soát. Bị cáo Duy Đức Tuấn 50 tuổi, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương, gọi tắt là công ty Thái Bình Dương, bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 12 đến 20 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Tuấn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương, chuyên tư vấn quản lý bất động sản quản lý dự án. Năm 2009, Tuấn nhờ người mua hộ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz màu đen với giá 75.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi xe ô tô được chuyển đến cửa khẩu cảng Hải Phòng do không nắm được quy trình nhập khẩu nên Tuấn không nhập khẩu được chiếc xe trên. Qua giới thiệu, Tuấn biết ông Vũ Hùng S, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Bảo Tín Sơn Tùng và đặt vấn đề nhờ ông S giúp nhập khẩu chiếc xe trên. Cuối cùng chiếc xe đã được nhập khẩu và bàn giao cho Duy Đức Tuấn quản lý sử dụng. Sau đó, hai bên có xảy ra mâu thuẫn về việc xuất hóa đơn. Ngày 9 tháng 8 năm 2016, Tuấn gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tố giác ông S có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếc xe trên. Cơ quan điều tra xác minh xác định vụ việc là quan hệ dân sự, không có việc phạm tội nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó tuấn được cơ quan điều tra thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác trên. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng tố giác ông S làm giả tài liệu để nhập lậu xe ô tô trên của công ty Thái Bình Dương. Đến năm 2020, Tuấn biết ông S giữ chức vụ phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 Bộ Quốc gia. Tuấn tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Công thương, Tổng cục chống buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan báo chí tố giác ông S có hành vi làm giả tài liệu để nhập lậu xe ô tô của công ty Thái Bình Dương. Bị cáo sử dụng tài khoản Facebook mang tên Tuấn Duy Đức đăng nhiều bài viết bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của ông S. Lo sợ việc Tuấn liên tiếp gửi đơn thư sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín công việc, sự nghiệp nên ông S nhờ các bạn của mình liên lạc trao đổi với Tuấn. Trong nội dung các cuộc trao đổi, Tuấn đã đe dọa ông S về việc Tuấn tiếp tục gửi đơn tố giác khiến ông S mất nghiệp, bị khởi tố. Bị cáo đòi ông S phải giao 10 tỷ đồng mới rút đơn. Về sau, Tuấn đổi ý lấy 9,5 tỷ đồng và nói nếu mà đúng 9 đồng rưỡi thì em giải quyết được luôn. Mà thằng này mất nghiệp luôn ý. Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc nên ông S đã đồng ý giao cho Tuấn số tiền 9,5 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 10 năm 2020, ông S gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tố giác hành vi cưỡng đoạt tài sản của Duy Đức Tuấn. Ngày 10 tháng 10 năm 2020, người bạn của ông S thông báo với bị cáo Tuấn là ông S mới chuẩn bị được 5 tỷ đồng và gia đình muốn gặp để trao đổi và giao tiền, nhưng Tuấn bảo cứ gửi tiền vào tài khoản. Do không nhận được tiền, Tuấn tiếp tục tố giác ông S đến cơ quan chức năng. Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Tuấn bị tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Duy Đức Tuấn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty tài chính Thái Bình Dương về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do bị cáo Duy Đức Tuấn và các luật sư bảo chữa đề nghị triệu tập bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới phiên xử.